Tin Afghanistan. 50 năm loan báo tin mừng trong thầm lặng của Sơ Mariam ở Afghanistan. Sơ Mariam the Jesus thuộc hội dòng các nữ tu bé nhỏ Chúa Giêsu là người đã sống ở Afghanistan gần 50 năm để loan báo tin mừng. Trong dịp kỷ niệm 50 năm, Sơ đã chia sẻ khi thi hành sứ vụ tại một vùng đất như Afghanistan, Người ta không thể loan báo tin mừng theo cách thức truyền thống Cách duy nhất để thực hiện đó là cuộc sống Trong những năm qua, điều làm cho chúng tôi vui thích Đó là trở thành những người mang sứ điệp tin mừng Nhưng chúng tôi chỉ có thể làm điều đó qua việc trở thành mẫu gương tốt Cố gắng sống một cách cụ thể như được chỉ ra trong Kinh Thánh Hội dòng của Sơ Mariam được Madeleine de Jesus thành lập vào năm 1939 theo vết chân của chân phước Charles de Foucault, các nữ tu đến Kabul lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1954 và năm tiếp theo bắt đầu làm việc như các nữ y tá tại bệnh viện của chính phủ ở thủ đô. Sơ Mariam nói, dân chúng Afghanistan rất hiếu khách, chúng tôi được đón tiếp một cách đặc biệt và trong giai đoạn nguy hiểm của chiến tranh, chúng tôi có rất nhiều người bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro để giúp chúng tôi các nữ tu vẫn lưu lại tại lãnh thổ afghanistan cả trong thời gian chiến tranh khốc liệt nhất sơ mariam nói khi họ hỏi tôi có gặp khó khăn khi phải sống giữa chiến tranh hay không tôi trả lời rằng tùy ngày đôi khi tôi rất sợ hãi những viên đạn đi ngang qua tôi nhưng trong suốt những năm này tôi cảm thấy mạnh mẽ vì chúa không bao giờ bỏ rơi tôi tôi học cách sống từng ngày và mỗi phút trong đời tôi ở afghanistan Thực sự tôi sống tràn đầy nhờ vào sự che chở của Chúa. Afghanistan là một đất nước với 99% là Hồi giáo, chỉ có một giáo sứ duy nhất. Tại Đại sứ Quán Ý ở Kabul, với khoảng 100 người, gần như là thành viên của cộng đồng ngoại giao quốc tế. Ngoài ra, trong cả nước, các hoạt động xã hội và giáo dục đã được các trai dòng tên Ấn Độ và các tổ chức khác khởi xướng.